Xin được kính chào các bạn khán giả của Tết Trần TV Như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam Mới đây thì FIFA đã công bố bảng xếp hạng cuối năm 2023 Và theo bảng xếp hạng của FIFA thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn giữ vị thế số 1 Đông Nam Á FIFA công bố bảng xếp hạng bóng đá Nam tháng 12 năm 2023. Đây cũng là tứ hạng cuối cùng của các đội tuyển Nam trên thế giới sau khi năm 2023 khép lại. Trong bối cảnh chỉ có 11 trận đấu chính thức diễn ra trong tháng 11, tập trung chủ yếu ở khu vực châu Đại Dương, nên bảng xếp hạng FIFA cập nhật cuối cùng của năm 2023 không có nhiều biến động. Top 10 đội bóng mạnh nhất thế giới vẫn là những cái tên quen thuộc. Đội tuyển Argentina vẫn đứng trên đỉnh thế giới, xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Pháp và Anh. Tại khu vực châu Á, top 20 đội bóng đầu vẫn giữ nguyên, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Ả Rập Xê Út chiếm 5 vị trí dẫn đầu. Đây cũng là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm tới tại Qatar. Đội tuyển Việt Nam củng có vị trí ở hạng 94 thế giới, thứ 15 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Nhưng tất nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuci sẽ có những thay đổi về thứ hạng tùy vào thành tích mà chúng ta có được tại giải đấu cấp độ châu lục tới đây. Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam ở cùng bảng đấu với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cố gắng nằm trong nhóm 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng knock-out. 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã vào đến tứ kết của giải. Sắp tới đây tại Asian Cup, Indonesia sẽ nằm chung bảng với chúng ta. Mặc dù chỉ xếp hạng 146 thế giới, thua Việt Nam của chúng ta rất nhiều bậc. Tuy nhiên, tiền vệ Mark Lock vẫn tự tin cho rằng là đội tuyển Việt Nam chỉ ngang hàng với đội tuyển Indonesia. Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng D cùng với đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản và Iraq để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á, Indonesia lên kế hoạch sang thổ nhĩ kỳ tập huấn trong 3 tuần. Phát biểu trong đợt tập trung trước khi lên đường sang châu Âu và hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2023, huấn luyện viên Zin của Indonesia nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Các đối thủ đều rất mạnh nên chúng tôi phải cố gắng chuẩn bị nhiều hơn." Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Indonesia đã hội quân với 29 cầu thủ từ ngày 20 tháng 12 và bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Họ sẽ đá hai trận giao hữu gặp Libya vào các ngày mùng 2 tháng 1 và mùng 5 tháng 1 năm 2024. Sau đó, huấn luyện viên Xin sẽ rút gọn danh sách còn 26 cầu thủ đi Qatar, nơi Indonesia sẽ đá thêm một trận đấu giao hữu vào ngày mùng 9 tháng 1. Đối thủ của đội tuyển Indonesia là Iran, một trong những đại diện mạnh nhất của châu Á. Tuy nhiên, đội tuyển Indonesia sẽ không có đủ quân số trong quá trình tập trung. Huấn luyện viên Zitayang nói, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Asian Cup từ hôm nay. Dù vậy, đội hình sang Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi không cùng một lúc. Có người đến trước, có người đến sau. Sở dĩ có tình trạng đội tuyển Indonesia chưa gom đủ quân là do các cầu thủ của họ thi đấu ở nhiều giải vô địch quốc gia thuộc nhiều nước khác nhau nhóm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài sẽ tập trung muộn hơn so với các cầu thủ đang thi đấu ở trong nước vì các câu lạc bộ chủ quản của họ không muốn nhả quân sớm bởi đây là thời điểm lịch thi đấu vô cùng dày đặc. Indonesia đã trận ra quân Asian Cup 2023 gặp Iraq vào ngày 5 tháng 1, rồi lần lượt gặp Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 và Nhật Bản 29 tháng 1. Nếu không đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng, Asian Cup 2023 có thể là giải đấu cuối cùng của lần viên xin dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Indonesia kể từ khi nhận việc năm 2020. Trong khi đó, cầu thủ Clock phát biểu. Tất nhiên, chúng ta cũng biết một sự thật là Nhật Bản ở trình độ khác với Indonesia. Việt Nam có thể ở cùng đẳng cấp với đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét từng trận đấu, tập trung vào chất lượng của mình và cũng phải thích nghi với việc thi đấu với từng đối thủ, cách phòng ngự, cách tận dụng cơ hội. Điều đó chắc chắn không dễ dàng, nhưng ai cũng biết không có gì là không thể làm được trong bóng đá. Khác với cầu thủ Macklox, truyền thông của đội bóng xứ vạn đảo Indonesia lại cho rằng đội tuyển của họ gặp rất nhiều những vấn đề, đặc biệt là khi có rất nhiều những cầu thủ nhập tịch với những cái tên rất xa lạ. PSSI công bố danh sách chính thức 29 cầu thủ sẽ tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ tới đây. Đáng chú ý có tới 7 cầu thủ nhập tịch được huấn luyện viên Sin Tae-yang triệu tập. Cụ thể là những cái tên gồm Jordi Ahmad, Enkan Bagot, Sandy Walsh, Justin Hubner, Mark Locke, Ivan Jenner, Rafael Struck, Chính vì vậy, đây được xem là bước đệm giúp cho đội bóng xứ Vạn Đảo chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 tới đây. Mặc dù có nhiều cầu thủ nhập tịch xuất hiện tại đợt tập trung này, nhưng truyền thông Indonesia vẫn tỏ ra lo ngại về quá trình sử dụng các cầu thủ nhập tịch ở những giải đấu sắp tới. Xoay canh chủ đề này, từ Bola Okezon mở đầu bài viết bằng trường hợp của Stefano Lillipali với nội dung Ở cấp câu lạc bộ, Stefano Lillipali là nhân tố ghi bàn hàng đầu tại câu lạc bộ Borneo FC của Liga 1, giải vô địch quốc gia Indonesia với 11 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền vệ gốc Hà Lan lại không thể làm điều tương tự tại cấp đội tuyển quốc gia, đặc biệt liên quan tới vấn đề thể lực. Bên cạnh đó, hiệu suất ghi bàn của Lili Pali cũng đang là vấn đề đáng lo ngại khi anh chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 30 lần ra sân. Tờ báo của Indonesia viết tiếp, Thành thật mà nói, hiệu suất ghi bàn của Stefano Lili Pali còn ít hơn so với những cầu thủ nội như Dendi Sulistianoan. 5 bàn thắng sau 16 trận, hay đơn cử như trường hợp Egi Maulana Vikri với hiệu suất ghi 7 bàn sau 20 trận. Thế nên rất đáng lo ngại về làn sóng cầu thủ nhập tịch có mặt tại đội tuyển Indonesia tới đây. Vào buổi tối ngày hôm nay thì trận đấu rất nhiều người quan tâm sẽ là cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là hai đội bóng vẫn đang rất khát điểm và hãy cùng chúng tôi nhận định xem là trước thềm trận đấu này hai đội bóng chuẩn bị như thế nào. Hà Nội FC đã có liên tiếp 3 trận thắng trên sân hàng đẫy, đặc biệt chiến thắng 2-0 trước thể công Việt theo ở trận derby thủ đô đã giúp cho tinh thần của huấn luyện viên Đinh Thế Nam cực kỳ hưng phấn. Đồng thời nó giúp cho Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Do đó, đội bóng thủ đô đang rất sẵn sàng cho màn tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ 7 tới đây. Ngược lại, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang rất khó khăn trước chuyến làm khách, được dự báo là lành ít dữ nhiều trên sân hàng đẫy. Sở dĩ thế là vì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ đầu mùa cho đến giờ chưa có trận thắng nào, chưa kể trận thua đậm 0-4 ngay trên sân nhà mới đây trước Bình Định đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công càng lận đận khi rơi xuống đáy của bảng xếp hạng với 2 điểm. Do đã chia tay AFC Champions League nên Hà Nội FC giờ chỉ còn tập trung ở đấu trường V League. Họ vừa có hai trận thắng gần nhất ở sân chơi này và mục tiêu hiện giờ vẫn là có điểm, thậm chí là 3 điểm trước đối thủ đang nằm ở đáy bảng xếp hạng. Qua đó cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp bởi thứ hạng thực tế hiện tại của họ vẫn được xem là kém cỏi. Trong khi đó, đến làm khách trên sân của Hà Nội FC, mục tiêu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lẽ chỉ là có điểm. Dù rất muốn có trận thắng đầu tiên của V-League 2023-2024 để cải thiện thứ hạng bết bát hiện tại. Nhưng đây là nhiệm vụ quá khó, bởi chẳng ai nghĩ một đội từng nằm trong nhóm 8 câu lạc bộ đứng đầu V-League 2023 giờ lại rớt thê thảm như thế. Hà Nội đang có lực lượng ổn định nhất trong cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng đội khách lại không như thế. Ở trận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa có sự phục vụ của Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Danilo do vẫn đang dính chấn thương. Do đó, ở cuộc đối đầu này, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vẫn đang rất đau đầu trong việc sắp xếp lực lượng cho chuyến làm khách nhiều khó khăn trên sân của Hà Nội. Rất nhiều các cầu thủ của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã âm thầm giải nghệ để tìm một công việc khác. Mới đây thì cầu thủ Lê Đức Lương, một cái tên rất quen thuộc với những ai đã quan tâm đến học viện hoàng anh gia lai đã bỏ bóng đá để về làm nông đây là một điều vô cùng đáng buồn với những cầu thủ cùng thế hệ với các cầu thủ như công phượng xuân trường hay tuấn anh Hoàng Anh Gia Lai từng rất tự tin khi sản sinh ra một lứa cầu thủ tài năng thế hệ 1995, 1996. Trong quá khứ, những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Đông Triều, Đức Lương từng chinh chiến, gây tiếng vang ở rất nhiều giải đấu cùng câu lạc bộ và các cấp độ đội tuyển. Thậm chí năm 2015 khi mới 19 tuổi, lứa cầu thủ này đã được bầu Đức đưa lên chơi ở V-League. Đó có thể xem là quyết định gây tiếng vang trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trải qua 8 năm, lớp cầu thủ từng là niềm tự hào của bầu đức trong quá khứ giờ đã tan đàn xẻ ghé ngoại trừ một số gương mặt vẫn đang duy trì được phong độ ổn định như tuấn anh minh vương của hoàng anh gia lai văn thanh của công an hà nội hồng duy văn toàn của nam định các cầu thủ còn lại dường như đã đánh mất chính mình thậm chí nhiều người đã phải nói lời chia tay với bóng đá đỉnh cao có thể thấy nhiều cầu thủ cũ của hoàng anh gia lai đào tạo vào thời điểm này đang ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp nhưng họ lại đang thất nghiệp Nổi bật trong số này là trung vệ Trần Hữu Đông Triều, hậu vệ Lê Đức Lương và thủ môn Lê Văn Trường. Trung vệ Đông Triều sau khi cùng Quảng Nam quay trở lại V-League đã không được tái ký hợp đồng. Cựu đội trưởng của U19 Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm đội bóng nên quyết định giải nghệ sớm. Thời gian qua, Đông Triều âm thầm kinh doanh và tìm niềm vui khi tham gia đội bóng phủi có tiếng tại Đà Nẵng. Ngoài ra, thời gian rảnh anh đưa vợ con đi du lịch. Tương tự như vậy là trường hợp của hậu vệ Lê Đức Lương sau khi chia tay đội hạng nhất Phù Đồng. Cầu thủ quê Bình Phước cũng hết động lực với cảnh lang thang khắp nơi để tìm đội bóng. Anh quyết định trở về nhà, phụ gia đình làm công việc chăn nuôi để trang trải cuộc sống. Một cầu thủ tài năng khác cũng sớm phải giải nghệ là thủ môn Lê Văn Trường. Sau khi không được Khánh Hòa giữ lại trước thêm mùa giải mới, thủ thành sinh năm 1995 đã bén duyên với các đội bóng phủi. Ngoài việc duy trì đam mê, Văn Trường cũng có thêm thu nhập để nuôi vợ con. Mới đây, Văn Trường cũng gây chú ý khi đăng tải tuyển sinh lớp đào tạo thủ môn tại quê nhà Vĩnh Phúc. Ý tưởng táo bạo này của trường nhận được sự khích lệ lớn từ các đồng nghiệp cũ. Ngoài ba cầu thủ vừa nhắc, còn có rất nhiều những tài năng một thời khác của Học viện Hoàng Anh Gia Lai trước đây gần như cũng mất tích sau khi phải sớm chia tay với bóng đá. Đây quả thực là điều tiếc nuối lớn đối với một lò đào tạo lớn như Hoàng Anh Gia Lai. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tetra TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.